Kính chào quý vị và các bạn. Hôm qua 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự tham gia gây tranh cãi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc họp chứng kiến những màn tranh cãi gay gắt giữa đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an và Ukraine. Tham dự trực tiếp cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cuộc xung đột với Nga sẽ không thể được xoa dịu chỉ bằng các cuộc đàm phán. Ukraine sẽ đưa Nga vào thế phải chấp nhận hòa bình. Một ngày nào đó tại hội trường này, người ta sẽ nói rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kết thúc, không phải đóng băng, không phải tạm dừng, không phải bị lãng quên, mà thực sự đã kết thúc. Và điều này sẽ xảy ra không phải vì ai đó đã trao đổi thứ gì đó với Nga. Cuộc xung đột sẽ kết thúc. Nó không thể được xoa dịu bằng đàm phán. Cần phải hành động. Đồng tình với Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng một nền hòa bình công bằng phải bảo vệ các quyền của Ukraine, được lựa chọn con đường riêng, đồng minh riêng và tương lai riêng. Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục cáo buộc Iran và Triều Tiên đã tham gia hỗ trợ Nga, bất chấp việc hai nước này nhiều lần phủ nhận. Ông Blinken cũng tuyên bố Nga sẽ buộc phải trả tiền để khắc phục thiệt hại một khi xung đột kết thúc. Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã chỉ trích sự tham gia của Tổng thống Zelensky tại cuộc họp Hội đồng Bảo an mà Ukraine không phải là một trong 15 thành viên. Ông cho rằng đây là nỗ lực của các nước phương Tây nhằm tạo ra một sân khấu để Tổng thống Ukraine thuyết giảng những lời lẽ công kích nhằm vào Nga. Đại sứ Nga chỉ trích các nỗ lực của phương Tây nhằm đánh bại Nga về chiến lược thông qua cuộc xung đột tại Ukraine. Bất chấp việc cung cấp vũ khí dồi dào, bao gồm cả vũ khí tầm xa, việc triển khai lính đánh thuê và các chuyên gia huấn luyện phương Tây đã tham gia vào cuộc xung đột với chỉ thị cho Ukraine gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine hiện đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Ukraine không thể phá hủy hoàn toàn đất nước và người dân của họ, cũng như không đẩy thế giới vào vực thẳm của thảm họa hạt nhân. Để làm được điều đó, họ nên áp dụng các thông số thực tế cho một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng, thay vì quay lại với các túi hậu thư phi thực tế. Trong khi đó, theo Bloomberg, một số quan chức phương Tây dường như đã hạ thấp kỳ vọng vào kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine mà Tổng thống Zelensky trình bày tại New York vừa qua, đồng thời cho biết họ không coi kế hoạch đó là một dấu hiệu cho những đột phá trong cuộc xung đột hiện nay, mà có thể chỉ là một danh sách những mong ước. Phương Tây cũng bắt đầu lo ngại khi Nga thúc đẩy sản xuất vũ khí, điều có thể tác động vượt ra ngoài Ukraine. Theo dự thảo đề xuất ngân sách 3 năm mà Bloomberg tiếp cận được, Moscow có ý định tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục là 13,2 nghìn tỷ rúp, tương đương 142 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Cũng trong ngày 25 tháng 9, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã diễn ra cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhằm thể hiện sự ủng hộ Ukraine trong khôi phục và tái thiết đất nước. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 375 triệu đô la Mỹ, bao gồm nhiều khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự hiện đại. Theo Tổng thống Biden, các kế hoạch viện trợ này là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm giúp người Ukraine tái thiết sau những thiệt hại do cuộc xung đột với Nga. Tôi quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần để giành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Ngày mai, tôi sẽ công bố một loạt hành động nhằm tăng cường hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Nhưng chúng tôi biết, chiến thắng trong tương lai của Ukraine không chỉ dừng lại ở những gì diễn ra trên chiến trường. Đó cũng là nơi Ukraine có thể tận dụng tối đa một tương lai tự do và độc lập. Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn sự đoàn kết của Mỹ và các đồng minh, đánh giá cao tuyên bố an ninh của G7 và 26 hiệp định an ninh song phương đã được 26 nước ký kết với Ukraine, và giờ là hơn 40 nước đồng ý với tuyên bố chung hỗ trợ Ukraine tái thiết sau chiến sự. Sau Thế chiến thứ hai, quân đồng minh đã khởi động kế hoạch Marshall mang lại cơ hội cho hòa bình trở nên thực sự lâu dài. Và hôm nay, chúng ta đang đặt nền móng cho một kiến trúc phục hồi tương tự. Reuters cho biết, tuyên bố chung nhận được sự ủng hộ từ hơn 30 quốc gia, bao gồm cả nhóm G7. Trong tuyên bố có nội dung, theo luật pháp quốc tế, trách nhiệm của Nga là phải bồi thường những thiệt hại mà nước này đã gây ra ở Ukraine. Ngay trong ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine với tổng giá trị 375 triệu đô la Mỹ, gồm đạn cho tổ hợp HIMARS và nhiều khí tài khác. Mỹ là bên hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ nhất trong xung đột. Chính quyền Tổng thống Biden đã cung cấp cho Kiev
khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính và quân sự kể từ đầu xung đột. Moscow tới nay vẫn coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, mà phương Tây sẵn sàng tiến hành cho đến người Ukraine cuối cùng. Giới chức Nga cho biết việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nước này và phải ngăn chặn bằng mọi biện pháp cần thiết. Trong diễn biến mới nhất ngày hôm qua 25 tháng 9, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga về răn đe hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân cần phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Theo Tổng thống Putin, tình hình chính trị quân sự trên thế giới đang thay đổi, xuất hiện các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga và các đồng minh của Nga. Do đó, Nga cần cập nhật điều chỉnh chính sách quốc gia về răn đe hạt nhân phù hợp với các mối đe dọa quân sự hiện đại mà Nga đang phải đối mặt. Reuters đưa tin, trong cuộc họp, ông Putin cho biết bản cập nhật của học thuyết hạt nhân đề xuất rằng hành động gây hấn chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng với sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân, nên được coi là một cuộc tấn công liên minh vào Liên bang Nga, và Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước. Chúng ta sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ngay khi nhận được thông tin đáng tin cậy về một vụ phóng lớn các phương tiện tấn công hàng không và chúng vượt qua biên giới quốc gia của chúng ta, nghĩa là máy bay chiến lược hoặc chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, tên lửa siêu thanh và các máy bay khác. Ông Putin cũng khẳng định rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bản thân nước này hoặc đồng minh Belarus trở thành mục tiêu của một cuộc xâm lược, kể cả khi chỉ bằng vũ khí thông thường. Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga được coi là câu trả lời của Điện Kremlin trước các cuộc thảo luận ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được ban hành trong sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Putin, quy định rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công hạt nhân hoặc bị tấn công bằng vũ khí thông thường, đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6 năm 2024, Tổng thống Putin từng cho biết không loại trừ khả năng học thuyết hạt nhân của Nga sẽ phải điều chỉnh. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tiến trình hòa bình Ukraine. Nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái cử, ông có thể sẽ chấm dứt cuộc chiến theo những điều khoản có lợi cho Moscow, tương tự như các thỏa thuận Minsk vào năm 2014. Tuy nhiên, nếu ứng cử viên Kamala Harris đắc cử, bà có thể tiếp tục chính sách hỗ trợ Ukraine của chính quyền Biden, dẫn đến nguy cơ leo thang chiến tranh, thậm chí đẩy thế giới đến gần hơn với chiến tranh hạt nhân. Cho tới nay, cuộc chiến tại Ukraine đã trở thành một trong những xung đột phức tạp và tiêu hao nhất trong thế kỷ 21. Mặc dù phương Tây tiếp tục kêu gọi một giải pháp ngoại giao, sự thật là cả Ukraine lẫn Nga đều không có ý định nhượng bộ, và cuộc xung đột này sẽ còn kéo dài. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bất chấp lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích mũi tên phương Bắc nhằm vào Liban hai ngày qua. Chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào Liban đang gây lo ngại đẩy khu vực vào cuộc chiến tranh toàn diện, trong khi Thủ tướng Netanyahu vừa tiếp tục khẳng định Israel sẽ không ngừng chiến dịch. Ngày 24 tháng 9, khi đến thăm một căn cứ tình báo, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không ngừng chiến dịch không kích nhằm vào Hezbollah. Ông cáo buộc thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đang đẩy Liban đến bờ vực thảm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah và tôi muốn nói với người dân Liban, cuộc chiến của chúng tôi không phải với các bạn. Cuộc chiến của chúng tôi là với Hezbollah, Nasrallah đang dẫn các bạn đến bờ vực thẳm. Bất kỳ ai có tên lửa trong nhà sẽ không còn nhà cửa. Hơn nữa, chính họ đang gây ra nguy hiểm cho đất nước của các bạn. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cùng ngày nhắc lại thông điệp của Thủ tướng Netanyahu, tuyên bố Israel đã sẵn sàng cho nhiều cuộc không kích hơn nữa và khẳng định quân đội nước này phải tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu, đảm bảo người dân miền Bắc Israel có thể trở về nhà an toàn. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua leo thang nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây thương vong lớn. Loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 17 đến 18 tháng 9 khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Hàng loạt vụ tập kích lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra trong những ngày sau đó,
Đỉnh điểm là trận không kích quy mô lớn của Israel vào miền đông và miền nam Liban hôm 23 tháng 9, khiến ít nhất 558 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ, và hơn 1.800 người bị thương. Đây là cuộc không kích gây thương vong nhiều nhất trong gần hai thập kỷ. Để trả đũa, Hezbollah đã phóng hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền bắc Israel, cách biên giới Liban khoảng 50-60 km, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất và sâu nhất vào lãnh thổ Israel mà tổ chức này thực hiện trong gần một năm qua. Gaza là cơn ác mộng chưa chấm dứt, có nguy cơ cuốn theo toàn bộ khu vực. Hãy nhìn ngay vào Liban. Tất cả chúng ta nên cảnh giác trước sự leo thang. Liban đang ở bờ vực. Người dân Liban, người dân Israel và người dân thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza. Ông chủ Nhà Trắng tái khẳng định chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Trả lời phỏng vấn của CNN ngày 24 tháng 9, Tổng thống Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah cho rằng Hezbollah không thể đơn thương độc mã đối đầu với một quốc gia được phương Tây, các quốc gia châu Âu và Mỹ bảo vệ, hỗ trợ và cung cấp vũ khí. Ông Pezeshkian kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức chống lại hành động leo thang của Israel, kêu gọi cộng đồng quốc tế không được để Liban trở thành một Gaza thứ hai. Sau khi Thủ tướng Pháp Michel Barnier công bố thành phần chính phủ của ông với 39 thành viên đến từ các đảng trung dung và cánh hữu, chính phủ mới đã phải đối mặt ngay với thách thức khi các mối đe dọa bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày một tăng. Ngay sau khi danh sách nội các mới được công bố, nhiều lãnh đạo phe cánh tả ở Pháp đã lên tiếng phản đối. Chủ tịch Đảng Xã hội cho biết đảng này đang có kế hoạch thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ mới vào ngày 1 tháng 10, ngay sau khi Thủ tướng Michel Barnier có bài phát biểu trước Quốc hội về chính sách chung của chính phủ. Về phần mình, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN, lực lượng chính trị lớn thứ ba tại Quốc hội Pháp, cũng phản đối thành phần chính phủ mới. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ chờ đợi trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào chống lại chính phủ mới. Trước đó, hưởng ứng kêu gọi của các lực lượng cánh tả, hàng nghìn người đã xuống đường ở Paris và nhiều thành phố khác của Pháp để biểu tình phản đối chính phủ mới. Không chỉ đối mặt với sự phản đối từ phía các đảng phái, chính phủ mới của Thủ tướng Barnier cũng đang phải chịu áp lực lớn về việc giải quyết tình hình tài chính bấp bênh của Pháp. Việc đệ trình kế hoạch ngân sách năm 2025 được coi là bài sát hạch lớn đầu tiên đối với chính phủ của ông Barnier. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu xác định Pháp là một trong những nước vi phạm các quy định tài chính của khối, do đó gánh nặng xây dựng kế hoạch ngân sách mới để kịp đệ trình lên Quốc hội vào tháng 10 đang đè nặng lên tân Bộ trưởng Tài chính Arman và Bộ trưởng Ngân sách Saint Martin. 15.000 con gấu bông đã được trưng bày tại thủ đô Doha của Qatar để tưởng nhớ những trẻ em bị thiệt mạng tại dải Gaza, Palestine. Đây là một sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về những trẻ em thiệt mạng tại khu vực này do xung đột leo thang. Thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi không chỉ là con số, tôi là một người có danh tính. Đây là thông điệp được in trên hàng nghìn chú gấu bông xinh xắn được trưng bày ngoài trời ở thủ đô Doha của Qatar diễn ra cuối tuần qua. Buổi trưng bày do nghệ sĩ người Liban Bashir Mohammad thiết kế và sắp đặt diễn ra tại khu trung tâm Emsrereb với chủ đề Tiếng vọng của tuổi thơ bị đánh mất. Hình tượng 15.000 chú gấu bông đại diện cho tuổi thơ và sự trong sáng của trẻ em đã gửi đi thông điệp sâu sắc về tính mạng của người dân, đặc biệt là của trẻ em tại dải đất Gaza. 100% số tiền thu được từ việc bán gấu bông tại sự kiện sẽ dành gây quỹ ủng hộ trẻ em tại vùng đất đang là tâm điểm của xung đột này. Mỗi con gấu bông ở đây đại diện cho tiếng nói của những đứa trẻ ở Gaza. Hình tượng gấu bông đại diện cho tuổi thơ và sự trong sáng. Sau 2-3 ngày, chúng tôi đã bán gần hết, chỉ còn lại 1/4 số gấu bông. Triển lãm đã thu hút lượng lớn người tham gia từ nhiều quốc tịch. Nhiều khách tham quan cho biết họ đến đây để bày tỏ sự ủng hộ với những em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh, chịu đói khát, mất gia đình, thậm chí có những em đã thiệt mạng. Sinh mạng của các em không chỉ là những con số đếm. Các em mất đi khiến chúng ta phải suy ngẫm về sự đau lòng này. Dự kiến buổi trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 9.